trọng kính mời tiến sĩ Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng trường và Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thúy Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên phát bằng thạc sĩ và trao thư chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đầu tiên, xin nhiệt liệt chúc mừng các tân thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí. Xin chúc mừng thạc sĩ Phạm Thành Công,